Nhưng ở thần vương bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này nãi nãi trong thân thể có một loại rách nát khí tức, cái kia căn bản không lên là thần cách có, coi như là người bình thường cũng sẽ không là như vậy. Hắn thử nghiệm mong muốn rót vào một chút thần lực tiến vào nãi nãi thân thể, nhưng tiểu vũ thân thể lại giống như hắc động, thần lực của hắn rót vào về sau, lập tức liền như là trầu đất xuống biển tiêu thất vô tung. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta rất tốt. Tiểu vũ cười cười, sờ lên trên đầu của hắn, sau đó lại bắt lấy tay hai tay. Ánh mắt của nàng, bên trên là bên cạnh kinh minh nhi tử, trên người nữ nhì quét qua nhìn lại một chút con sâu cùng con rẽ. Tam ca người tới. Tiểu vũ mỉm cười nhìn phía trước hồ hoán đường tam. Mẫu thân, đường vũ đồng không thể kìm được, trực tiếp té nhào vào nàng trong lồng ngực kêu lên tiếng khóc súng. Đường Phụ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng phải ý thức được cái gì, bởi vì đường tam ngay tại tiểu vũ trước mặt cách đó không xa, có thể là nàng lại hồ hoán tên của hắn. Ánh mắt của nàng rõ ràng nhìn xem phương hướng của hắn, có thể trong ánh mắt của nàng chỉ có ý cười, cũng là dần dần trống rỗng. Đường tam đáy mắt chỗ sâu lóe lên trên một vệt nồng đậm bí ý, lặng yên tiến lên trên đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Ta ở đây, ta vẫn luôn luôn ở đây. Đường tam ôm chặt lấy thê tử, âm thanh của hắn hấp ấm áp mà ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nước mắt lại là không bị khống chế theo hai gò má chảy xuôi. Các vị nguyên bản đang ở chúc mừng thần vương nhóm đều rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn lặng lặng quay quanh ở chung quanh, cũng không nói gì, cũng không có hỏi. Trên thực tế bọn hắn cũng đều biết một ít gì, chẳng qua là không nghĩ tới tất cả những thứ này sẽ đến nhanh như vậy. Quang Minh thần vương trưởng cùng ý đưa tay phóng xuất ra một đạo thanh quang chiếu rọi tại trên người tiểu vũ, nhưng cái này thanh quang mới vừa rồi tiến vào tiểu vũ trên thân thể liền lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như trước đó là miền vũ rót vào trong cơ thể tiểu vũ thần lực một dạng. Đường tam quay đầu nhìn về phía trường cung uy, hướng về hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trường cung uy lúc này thầm than một tiếng, lùi sang nửa bước, đồng thời phất phất tay ra hiệu các vị thần vương lùi lại một chút, đem thời gian đưa cho bọn hắn người một nhà. Tại sao có thể như vậy? Ba ba, tại sao có thể như vậy? Mẫu thân, nàng làm sao vậy? Đường Vũ Lân âm thanh kịch liệt run rẩy. Hắn mới vừa rồi đợi bao nhiêu năm, mong ngoài có thể cùng với phụ mẫu, cùng với tỷ tỷ một nhà trùng phùng. Có thể là lúc này mới vừa mới đoàn tụ, nhi tử cũng thật vất vả thoát khỏi lớn nhất nguy hiểm. Có thể mẫu thân lại đột nhiên xa vào trong đến trạng này trạng thái bên trong. Không có chuyện gì nhi tử, mẫu thân không có chuyện gì, ta rất tốt đấy. Tiểu vũ ôn nhu nói. Đường Phụ Lân bờ môi kịch liệt run rẩy. Hắn giờ khắc này dĩ nhiên có thể cảm nhận được cái gì. Hắn đã là hủy diệt chi thần, đối với hủy diệt cảm giác là như thế rõ ràng. Tại tiểu vũ trong thân thể là một loại lực lượng quỷ dị, đó đã không phải là hủy diệt, thậm chí muốn so với hủy diệt càng thêm đáng sợ, đó là tiêu vong. Cái kia rõ ràng là một loại biến mất mùi vị, hoặc là nói hiện tại tiểu vũ không chỉ là không phải thân cách, thậm chí liền sinh mạng thể cũng không tính. Tại trong cơ thể của nàng căn bản cũng không có nửa phần sinh cơ tồn tại. Dù cho ở đây đã chừng 16 vị thần vương nhiều hơn, lại cũng không có cách nào vì nàng đoạt lại sinh mệnh. Tiểu vũ nói khẽ, ta thật tốt thỏa mãn, các người biết không, có thể cùng chúng ta một nhà đoàn tụ, ta thật đặc biệt thỏa mãn, ta rất vui vẻ, nhất là nhìn các người, người đều có nhà, con rể của ta rất tốt, con của ta khí tức cũng rất tốt, các người về sau đều phải cẩn thận sống qua ngày, nhiều buổi bạn ba của các người, cháu của ta cũng rất tốt đó, ta có hay không cháu dâu đây? Có, nãy nãy, có. Lam Viên Phúc cố nén không thể nào để cho mình khóc thành tiếng. Bạch Tú Tú sớm đã đi tới bên cạnh hắn. Xem hắn, Lam Viên Phúc hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Tú Tú yên lặng đi vào tiểu vũ trước mặt cầm tay của nàng. Nãy nãy, ta là Tú Tú, là Hiền Vũ thê tử. Tiểu vũ nắm tay của nàng cười híp mắt nói, thật tốt đấy, cháu dâu của ta cũng có người yêu, thật sự tốt. Về sau liền làm phiền người quan tâm tới hắn, lần đầu gặp gỡ nãy nãy không có vật gì tốt đưa cho người, cái này liền cho người đi, đây là lúc trước các người ra ra cho ta cùng tới trải đầu lược. Với ta mà nói rất có kỷ niệm ý nghĩa đấy. Vừa nói nàng đem một thanh nhỏ nhỏ lược nhất vào Bạch Tú Tú trong lòng bàn tay. Đó cũng không phải là cái gì thần khí, chẳng qua là một thanh bình thường lược, mà lại rõ ràng là một mực tại sử dụng rồi. Có thể chuôi này lược phía trên lại phẳng vất ký thác ra muôn vàn cảm xúc. Bạch Tú Tú trân trọng tiếp nhận lược, nhịn không được khóc lên, nãi nãi, ngày ngày nhất định sẽ khá hơn. Được rồi, ta rất khỏe, ta thật sự rất tốt, có thể một nhà đoàn tụ thật tốt. Tiểu vũ lúc này cười ở trên mặt thủy chung tồn tại, nàng không có nửa phần bi thương mùi vị, tái nhợt mà tuyệt mỹ trên dung nhan, chỉ có thỏa mãn cùng vui sướng.
Bọn nhỏ xin lỗi, ta muốn đem còn lại thời gian lưu cho gia gia của các người đấy. Dù sao mặc dù các người đều là ta hậu đãi, nhưng ta thích nhất vẫn là hắn, ha ha ha. Nói xong lời nói cuối cùng, Tiểu Vũ trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, cũng là có chút thẹn thùng mùi vị. Tiểu Vũ, Đường Tam nhẹ nhàng hô hoán. Tiểu Vũ hơi hơi xoay người, có để cho chính mình thân thể hoàn toàn dán vào tại Đường Tam trong ngực. Hai tay lưng lên trên, vân quanh tại trên cổ của hắn, dùng hai má của mình dán lên trên hai má của hắn. Đường Tam theo bản năng ôm chặt nàng, phảng phất muốn đưa nàng toàn bộ mùi vị đều nhớ xong. Kỳ thật ta biết, ta đều biết. Tiểu Vũ nhẹ nói ra, ngươi là cố ý, ý muộn trở về một điểm có đúng hay không? Đường Tam không có mở miệng, nhưng nước mắt như trước thì chung không ngừng chảy xuôi. Tiểu Vũ nói, xin lỗi Tam ca, thật xin lỗi, không có cái gì có lỗi, nếu như là ta, ta cũng sẽ như thế lựa chọn. Tiểu Vũ, ta yêu nàng. Âm thanh của Đường Tam cuối cùng nhiều hơn ra mấy phần run rẩy mùi vị, hắn rốt cuộc khắc chế không được tâm tình của mình. Tiểu Vũ mỉm cười nói, đừng khóc, hôm nay là chúng ta một nhà đoàn tụ, ngày đại hỷ, đừng khóc, người ban đầu liền không có cho ta đẹp mắt, khóc thời điểm đó thì càng xấu đấy, hi hi. Đường Tam thở sâu miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Tốt, tốt, ta không khóc, ta không khóc. Tiểu Vũ mỉm cười nói, cái này là được rồi, hôm nay thật sự chính là ngày tháng tốt đấy. Ta cuối cùng nguyện ý, nguyện vọng cuối cùng đã thực hiện, cháu của chúng ta bình an vô sự. Tam ca đời này cùng với người, có thể trở thành thi tựa của người, ta thật sự rất hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc. Ta chưa từng có hối hận qua lựa chọn của mình, có lẽ đời trước ta cứu vớt vũ trụ, đời này mới có thể gặp được người đi. Chúng ta tại cùng một chỗ thời gian đã rất dài, có thể ta vẫn không nỡ bỏ người. Một mực mặt mỉm cười của nàng, giờ này khắc này cuối cùng có một tia ngọt nghẹn ngào. Cứ việc ta vẫn luôn luôn biết chúng ta kỳ thật cũng sớm đã trở về, ngươi lại cố ý không cho thần giới tìm tới nơi này, còn mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh ta, chính là vì để cho ta lòng có kỳ thác có thể đủ nhiều sống mấy ngày. Có thể ta chính là giả vờ không biết, ta cũng muốn cuối cùng nhiều buổi bạn với ngươi, hầu ở bên cạnh ngươi. Tam ca, ta cũng rất yêu ngươi. Có thể là ta vẫn còn muốn đi nữa, ta đi về sau ta biết người nhất định sẽ rất khó chịu, thế nhưng người còn có thật nhiều trách nhiệm, người muốn trưởng quản thật tốt thần giới, người phải thật tốt chiếu cố nữ nhi của chúng ta, nhi tử nữa, làm tốt chúng ta cái này một nhà mọi người ra trưởng, nếu như người nhớ ta, người liền nhìn một chút nó đi. Vừa nói Tiểu Vũ xoay tay lại kéo qua chính mình thật dài đuôi tóc. Tiểu Vũ, âm thanh của Đường Tam trong nháy mắt liền ngạnh ở. Sau một khắc, Tiểu Vũ trong tay bím tóc tận gốc đứt gãy. Một đầu thật dài bím tóc đã tại trong tay của nàng. Mà khi nàng dãy bím tóc này nháy mắt, cả người sắc mặt đã biến thành một mảnh xám trắng. Bàn tay của nàng có chút run rẩy lấy đem cái kia bím tóc nhét vào Đường Tam trong lòng bàn tay. Ôn nhu nói, sống sót mới là dũng cảm nhất, tử vong chẳng qua là trốn tránh. Ngươi muốn làm cái kia dũng cảm người đó, còn có thật nhiều rất nhiều việc chờ ngươi đấy. Bảo vệ tốt các hài tử của chúng ta, thật tốt giúp Hiền Vũ thành thiệu thần giới. Việc ngươi cần sự tình còn có rất nhiều đấy. Tam ca, ta yêu ngươi. Tiểu Vũ lại một lần nữa nói ra chính mình đối với hắn yêu. Ta cũng yêu nàng, Tiểu Vũ. Đường Tam nắm Tiểu Vũ bím tóc, thân thể kịch liệt run rẩy. Ta yêu người cũng yêu bọn nhỏ, ta yêu các người, thật rất yêu, tốt thương các người. Ta không nỡ bỏ người, cũng thật tốt không nỡ bỏ người. Tiểu Vũ trong mắt đẹp, óng ánh giọt nước mắt lặng yên không một tiếng một nhỏ xuống. Nước mắt theo Đường Tam vạt áo trượt xuống ngã vào trong bàn tay của hắn. Tiểu Vũ trong mắt đẹp nhiều hơn ra mấy phần bối rối cùng với mờ mịt, nhìn xem phương xa, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao, còn nhớ rõ chúng ta đã từng hết thảy sao. Tam ca, vì ngươi ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới, nếu như còn có kiếp sau ta còn làm vợ của ngươi. Hai con người khép kín, Tiểu Vũ thân thể mềm mại, cứ như vậy tại Đường Tam trong lồng ngực, lặng yên không một tiếng động hóa thành điểm điểm hào quang, lặng yên không một tiếng động cứ như vậy ở trong không gian tiêu tan lấy. Tại đêm một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều đóng lại, toàn bộ vũ trụ bên trong nhiều như vậy vị thần vương tồn tại, nhưng là tất cả đều lạnh ngắt như tờ. Trước một khắc thậm chí còn đang ước ao Đường Tam một nhà một môn lục thần vương, giờ khắc này bọn hắn lại đều nội tâm ngừng trễ, bọn hắn đều có chính mình yêu thế thứ. Khi mà bọn hắn mắt thấy Tiểu Vũ tại Đường Tam trong ngực bắt đầu tiêu tán thời điểm, một loại khó mà hình dung khủng hoảng tại bọn hắn trong nội tâm lan tràn. Nhất là chỉ có một vị thế tử, vài vị thần vương, giờ này khắc này càng là vẻ mặt vô cùng trầm ngưng. Đường Tam ngông ngốc trôi nổi ở trong đó, ngơ ngác nhìn ngực của mình thế tử tại chậm rãi tiêu tan lấy, cảm thụ được nàng cái kia tràn đầy tiếc nuối quyến luyến, cả người hắn giống như cũng đã lâm vào trong một loại mờ mịt cùng ngốc trệ bên trong.
Mẫu thân, Đường Phổ Lân bi thiết một tiếng hư không quỳ xuống. Ở bên cạnh hắn cùng Nguyệt Na, La Miên Vũ cùng Bạch Tố Tố cũng đều tùy theo quỳ xuống. Mẫu thân, Đường Phủ Đồng đang kêu thành tiếng, đột nhiên liền nhào vào trong Đường Tam trong lồng ngực, lên tiếng khóc lớn. Hoặc Vũ Hạo yên lặng đi theo bên người của nàng, trên mặt sớm đã tràn đầy bí ý. Đường Phủ Lân cả người lúc này đều đã gần như điên cuồng, chân thân đồng đậm hủy diệt chi ý bành phái muốn qua. Hắn trăm triệu không nghĩ tới trận vẹn sau 10.000 năm.